tại bây giờ là 4 giờ chiều đó các bạn, 4 giờ chiều nhưng mà ngày hôm nay là trời mưa, bắt đầu mưa đó. Rồi nó xám xịt đen thui luôn, tối thui luôn. Mình lưu lại cái cảnh này cho các bạn xem. 4 giờ chiều thường ngày là nắng, nắng chang chang, nắng mà đen thui luôn á. Còn bây giờ thì các bạn nhìn là nó tối mù luôn. Ở trên video nó còn sáng á, nhưng bên ngoài mình nhìn một cái tổng thể đó các bạn, nó cảm thấy cũng sợ lắm á. Rồi bây giờ là mưa rồi. Đẹp quá nha. Thì ở bên này đó họ ý thức lắm, là gì cho dù đây là trên đường, bắt đầu trên đường freeway, tốc độ chỗ này là họ cho phép là 80 cây số. Nhưng mà người ta đó họ biết họ không có chạy nhanh, tại vì thứ nhất là trời tối các bạn, tối thui à. Đèn thì xe là bật đèn hết. Ở bên này đó chỉ cẩm là tối là họ bật đèn hết, khi không bật đèn à. Qua mưa, mưa khiếp hồn luôn. Chúng ta không dám chạy nhanh các bạn. Tốc độ bây giờ chỉ là trên 50 thôi, dưới 50 cây số giờ thôi, 50 cây số giờ mà mình thấy mình chạy luôn á. Đưa á, lần đầu mình bị mưa lớn như nè. Nói chung là nguyên một cái vùng trời Melbourne đây, mình thấy nó đen thui luôn, đen như các bạn nhìn vậy đó. Ở ngoài thì mưa nó sát luôn. Ở đây là mấy cái anh mà đi mô tô là tiêu ron luôn nè. Trời này nó rất là nguy hiểm các bạn. Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng mình gặp mưa thôi. Trời mưa đó, nhiều khi nhìn dưới cái lên đường cũng khó thấy lắm. Phải tập trung. Bây giờ là trên đường phi quay là chỉ còn ra 20. Ở những người ở phía trước rồi đó, họ không dám chạy, họ sẽ chạy chậm lại các bạn. Hoặc là cũng có thể là nhiều khi giữa bị tai nạn. Wow. Mấy ngày trước thì ở Việt Nam mình là ở Khánh Hòa là bị cây áp thấp nhiệt đới là cơn bão các bạn, đọc những chữ Nha Trang ngập lụt quá. Bây giờ là Melbourne ngập lụt quá. Đây nè các bạn thấy trời mưa ở Melbourne không, ở Úc đó. Mưa thôi không phải bão các bạn, mà mưa to. Mưa to gì là không, người ta không dám chạy xe.
Định sang lên mà quan sát cũng không có tốt, cũng ngại ngại. Rồi nó trống trống một chút. Trời đang bình thường vậy đó, trời đang sáng trưng thôi. Nghĩa là chuyển qua một chút xíu là trong vòng khoảng 15 phút thì là tối thui. Mưa như bão vậy đó. Là mình chỉ thấy trong cái phạm vi khoảng 20-30 mét thôi các bạn, mờ mờ thôi, như là nhìn cái xe ở phía trước chạy thôi à. À, ở Úc này chứ đâu phải như Việt Nam đâu mà tấp vô nhà dân. Trời ơi, mua đá ra sao, mua đá luôn. Nó cũng chia khổ khổ. Nó mưa đá luôn các bạn ơi. Kìa mưa đá nè, đường đá không nè. Vô quá. Có một chiếc xe kia nó chạy rất là vô lề, nó nấp vô lề. Ở bên này đó, người dân, người tham gia giao thông họ ý thức lắm. Rồi mưa rồi đồ như thế này á thì nhiều khi người nữ người đồ họ chạy xe họ không dám chạy, họ chạy chậm, thứ nhất là an toàn, thứ hai nữa là họ sợ thì một cái đoàn xe người thì nhiều người chấp nhận thôi các bạn, người ta sao mình chạy thôi à. Không, vừa rồi có một chiếc xe mô tô nó chạy qua ha, rồi đây là mấy ông mô tô là tiêu luôn á. Quà có tấm chớp nữa.
bạn thấy mưa như bão vậy đó. Lụt luôn. Trời ốc quá lụt luôn. Mình nghĩ mưa vậy là mình về tới cái đường gần gần chỗ mình á, là có một cái đoạn đường, một cái cổng là cảnh sát sẽ đóng đường ngay chỗ đó, mình sẽ đi đường khác. Đường mấy ngày trước đi đóng đường hoài các bạn, trời mưa lớn như vậy nè, tại cái chỗ đó nó bị cổng, nó cái nước nó cũng hốt ra chỗ đó, họ làm cái đường nó cong xuống. Cái là ở bên này cậy bằng xe ô tô đi làm, cho nên trời mưa trời gió thì cũng không chi ghê vậy đó, cứ ngồi trong đây nè. Wow, trời mưa da. Ui, dữ dằn không? Gạt nước nó gạt không kịp luôn mà. Thấy thường thường ngày 4 giờ chiều trời còn sáng á, mùa này nữa bắt đầu vô mùa hè á, thì cứ tưởng tượng nó giống khoảng 1-2 giờ chiều như là mặt trời còn mà mặt trời còn cao á, mà trời mưa xuống cái là nó tối hù luôn. Lần đầu á, từ ngày gần 5 năm ở Úc mình, lần đầu mình bị mắc mưa lớn như vậy. Là cũng lâu lắm các bạn, ít mưa ở Úc thì ít mưa. Mưa to vậy là ở nhà ai mà có mấy cái thùng đựng nước rồi, như nhà mình nó mưa chút xíu rồi là đầy tràn luôn, rồi nhà mình cái máng này nữa. Wow, nước nhiều quá. Giờ bị nước mưa vậy. Qua cầu đi em đi. Thank you.
Giặt nước mình nó bị hư rồi ha. Ở đây nó kêu kít cọt mà. Qua rồi, ùn tắc giao thông luôn. Bớt mưa rồi các bạn. Đó, nó mưa trong vòng khoảng cỡ 15 phút vậy. Mà ngập. Rồi chờ. Ở đây là trên đường freeway thì trên đường cao cho nên cái hệ thống thoát nước hai bên hông nó chảy đâu hết rồi. Mình đi xuống dưới kia là chút nữa mình đi xuống chỗ thấp thôi mình thấy. Nam mình nhớ ha, mùa mưa ngày mưa mà đi xe máy mà chạy sau mấy chiếc xe truck này nè đó, mấy chiếc xe kéo container rồi đó, nhiều khi đi gió rồi cứ bám theo sau chiếc xe về nhà cái mặt bùn đất không à, đường mùa mưa vậy nó dơ kiếp. Hàng chú lúa xiêu dài qua chỗ đây nước kinh thì nó ní mình dính đồ. Nước nó tẹt ra hai bên xe phăng ra chính mình là nặng rồi. Nước đục qua mình không có thấy, mình nghĩ đường đất mỗi ngày mà chạy vô cái nửa xe bên kia nó đi vô hơn nửa bánh á, nó bang đùng giật mình đấy chứ. Đó hết mưa giờ trời tạnh rồi nè, mưa nước này. À, lâu lâu mưa lớn rủi xe luôn. Trời mưa đây là sạch, xe sạch lắm. Mình ráng một con nữa coi thử dưới này nó có nước nữa không, mấy cái chỗ này rồi mấy cái dốc này họ thèm làm công thông nước hết rồi không thấy.
Hình ảnh mắc mưa rồi gặp mưa rồi bên này chia sẻ cho tất cả các bạn coi cho biết hả. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video clip của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video khác ha.